Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các báo la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoặc là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn
đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, và chúng sanh nào nấy như nhau đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết ta gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lầm. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con anh. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật, niệm dồn nặng sâu xa sanh tội ác đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phận dơ. Hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi.
ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đặt củi gài mái đạo hầm, cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy gặp không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt uống chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau. Đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cúng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia vén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân. Không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đà.
cuối đầu đảnh lễ chư tôn. Con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lãng đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa. Trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thí lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạn lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuê nồng thuê mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội thiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri. Kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cận chẳng ưa. Rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài biệt thiên an. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ. Kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm.
Tội tình vô cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bất nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn bán thì cân nhẹ đâu non à buôn thì nài em chẳng còn nướng tay à cắt đo thực tất ngăn dài đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồn chẳng che cướp giật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò voi toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi anh ăn kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nướng nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời y phục thực phẩm muốn trời có ngài âm không còn ý tưởng trộm vay người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiền tâm thí độ chúng sanh muôn loài ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt ngầm về nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử thích thần rối ren địa ngục thông thọ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau Phật tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì kheo ni cũng tính
toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hạnh đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm ác miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sọc dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đóa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết thảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên là
tam quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này còn sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này còn phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn, đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ mì,
bất chính tạo nhiều đắng cay. Thái ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn đoàn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội xanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Cháu cần án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phận đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thưa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh anh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ quy báo dưới vị chúng sanh. Cuối đầu lại đứng chi tôn, đối với tam bảo con còn nghiệp sâu, từ nay con nguyện hồi đầu, chí thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra, những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phần dạy người ở thế gian, có đủ sức mạnh dự hàng thánh nhân. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng, giữ mình không dám tha buông, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng tin. Hai là tâm quý trong mình, không xúi kẻ khác tội tình làm ra, có tàm có quý mới là, có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời, làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chí thành, cầu xin sám hối hồng danh phận đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma, sát hại sinh vật dân tà cũng yêu, nghĩ rằng thần quỷ cao siêu, nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần, tự xưng là đấng giáng
trần độ sinh, bao nhiêu ác nghiệp tại đình, con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thị đến nay, nói năng ngạo ngược lòng đầy kiêu sa, ý mạnh hiếm yêu hết la, chè chen cuồng loạn lạ cả ngày đêm, kinh kỳ hết thải sang hèn. Tự cao tự đại chẳng kiên nể gì, từ vô lượng kiếp đến nay, ham ăn ham uống ly bì say sưa, chẳng còn chừng mực sớm trưa, thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi. Ngũ tân cũng chẳng sợ gì, hôi nồng kinh tưởng khánh kỳ tình cháy, vọng tâm mơ tưởng trời mây, lân là kẻ xấu mang thầy lánh xa, bao nhiêu ác nghiệp kể đáng. Con xin sám hối Phật Đà chứng minh, từ vô thị kiếp lai sinh, kiêu căng tự thị nhân tình bất phân, chẳng nề phải trái nhân luân, cái chày cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng màng, nay con sám hối mọi đàn, chi thành phát lộ cũng vàng mười phương. Lại còn buông gạn bán lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai, chẳng nề nề nghiệm án tai, chẳng kiêng lừa dối chẳng nài điệu hoa, tu hành chẳng tránh xa hoa. Chẳng tu giới đứng ham quà cúng dân, nay còn xa mà hối mọi phần, kế từ vô thị lần lần đến nay, thành tâm phát lộ phơi bày, ác nghiệp như thế từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa, tâm tàn nhẫn chẳng chữa điều chi, xích xiềng đánh đập nô tỳ, phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chi thành phán lộ thâm sâu, ăn năn sám hối mong cầu nghiệm tiêu, xưa nay tội ác bao nhiêu, vì quen phong túng buông liều giả tâm, bạn bài nhậu nhẹn ngày đêm. Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân, biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê, tham sân tật đố tràn trề. Cuồng phong lửa giữ đốn đi nghiêm lành, nhắm đường địa ngục thọ sanh, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân, từ nay tội lỗi xa gần. Con xin sám hối ăn năn chí thành, bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiêng sai, hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm lại những điều thất đức phi nhân. Nay còn sám hối muôn phần ăn năn, mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quán.
mà tu được tánh nên na biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên nhẫn kham gần gũi người hiền lánh xa kẻ ác chế kìm sâu căn quyết tâm lập chí tu thân anh giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thân tâm bồ đề nguyện viên thành sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài chi thành sám hối đêm ngày mười phương chư Phật các ngài chứng tri cuối đầu đánh lễ phận rồi con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn sám phiền não chương cội căn sám ác niệm chương hai phần đã xong em còn khổ bao chương mênh mông mà cũng xin tuần tự hết lòng tỏ phân trong kinh Phật dạy ân cần dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu trên không hoặc bất cứ đâu nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần khi xưa đế thích mãn phần cảm chiêu năm tướng suy dần hiện tức thời quy hướng phần đà triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu anh sám hối thật pháp nhiệm màu khả năng diệt tội chẳng đau sanh bằng phàm phu ngô mũi hung hăng không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn em tánh ưa làm án chẳng sờn đến khi gần chết vẫn còn ác tâm trong giờ phút cuối nghiệp tâm cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra đầu trâu mặt ngựa quý ma hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan bây giờ dù có ăn năn có mong sám hối cũng bằng uổng công anh lúng mạnh biến nhát buông lung mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành quả báo thiện rõ rành án thời địa ngục một mình cứu mang vẫn dầu cột lửa bảy hàng tránh sao coi cảnh xương tan kinh bầm bây giờ dù biến lỗi lầm mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền thế nên cuộc sống hiện tiền phải cần tu tập phải chuyên làm lành quỷ vô thường đến thịnh lình chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn tài nào giữ được lâu bền sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua cơ đồ trăm vạn dấu thừa cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn gia đình của cái tiêu tan như trò ảo thuận thế gian thường bày sao không suy ngẫm sớm chạy không lo sám hối sâu dày nghiệp oan khi năm thiền sứ hiện thân quý vô thường đến bất thần chạy đâu tránh sao cổ bao đau đầu một lời sám hối nói đâu đường nào
dẫu rằng phương đứng bao nhiêu à được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui mộng mai phước bao hết rồi à tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ gương ông làm phật sờ sờ thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu à, thân chưa giải thoát ngụng tù à, nên khi mạng hết lại vô luân hồi thân tròn chịu mấy trăm đời à, sao ta chẳng lấy gương người mà soi đến như việc nhỏ trên đời cửa quan phải đến cũng thời lo âu thâu đêm lo lắng ban đầu xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì thế mà nào có biết chi từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao em vẫn không e sợ chút nào chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu ngày nay sám hối khẩn cầu mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh từ xưa vô lượng tội tình những khổ bao chướng quanh mình bủa vây tề địa ngục khổ thay như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra chịu bao thống khổ khảo tra quanh tề ngục tưởng là sắc vây trên thì lưới sắc dâng đầy dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh bốn bề lửa dữ thổi vào tội nhân trong đó khác nào nước quay cửa thành cho sắc bao vây nành dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh trên không chim sắc đua nhau à móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân đầu trâu ngục tốt rần rần hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh lại thêm xe kiếm đao cày à trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan à như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn còn bao khổ bao nghiệp nhân đọa vào địa ngục các tầng khác nhau khổ bao thân rã chẳng đầu vào nơi cây kim núi đau thọ hình khổ báo thiêu đốt thân mình à, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la khổ báo nghiền nát thịt da bánh đau xe lửa nghiến cà nát thay khổ báo chân nấu nướng quay chui vào lò lửa tan thay vàng dầu à khổ báo tàn khổ nát nhầu à vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi khổ báo xương nát thịt rơi à, vào ngục côi sắc say người nát tan anh khổ báo ăn nói dối gian à trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi khổ báo lòng đốn rã rời à dây đen địa ngục sáu thời siết căng à khổ báo ngập nướng trôi trong mà chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi
khổ báo gia đức thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng. Khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay. Khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêng say tâm bàn. Khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui. Khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh. Khổ báo mổ cắt xe phân an, địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân. Khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục trái đất rần rần gào la. Khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm. Bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vón xương não tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con. Ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đo oán hận chứa chan. Tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn, muôn phần thông khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc ấy xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra. Khổ báo địa ngục hằng xa, tùy thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạm sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi. Tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều. Vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy
làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời cũng không vừa ý, xuống đời khổ đau biến đâu đang đứng bờ cao. Bên lề vực thâm cửa vào cõi mê của bản đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan, tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người, đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phổi sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo, cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rên cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân, phương đức chẳng thể cậy trong, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Nguyện xin sám hối trước tiền, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan, tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày cả nợ thâm sâu, hoặc làm loài thú rút đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phận giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vô nịnh điêu ngoa, ăn tươi nuống sống sinh ra dị hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cam.
Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật Thượng Thừa cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp hoang. Nguyện nhờ công đức ăn năn sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh, sẽ màng ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mãi nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật và cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lo chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì làm điều ít lợi khắp vì nhân thiên. Nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viên bồ đề, không còn khô ba bốn bề ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh, sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư. Trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mang diêm phù. Cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh, mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa. Huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can, buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chống nghèo nạn rời tâm. Mà khổ báo nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân ân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung em. Kiếm trời hay kiếm người cùng lánh chia nghiệp quá, không mong thoát nạn sám hối khổ cõi nhân gian. Hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh, giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa. Ba án tam nạn dây dưa, mạng
làm sông ngăn ngũi sớm trưa bồ thường. Họ hàng quyên thua quấn vương sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau em. Oan gia khổ bao đổi đầu ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo bình chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên xa quê mồ mả tổ tiên em. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu khổ bao lao ngục cầm tù tai vai hỏa gửi oán thù khảo tra khổ bao miệng lưỡi gian hoa vu hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan khổ bao hoạn nạn miên man. Dịch tả số ve phong hàng liệt thân khổ bao á quỷ phi nhân nằm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy khổ bao yêu mỹ thần kỳ sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng hải hùng thú giữ trên ngàn sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn sám hối khổ báo từ đâm mang. Tự treo tự sát tự cầm vật sâu lửa dữ mà tự nhạo đầu cháy tiêu thần xác chẳng cầu mà vương sám hối cổ báo tai ương không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng làm gì cũng gặp nghiệp hung cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cánh đời sau nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan hòa tai biển cô trái ngang những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan triệt tiêu tội chướng ách nạn con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn nguyện xin tất cả tiêu tan đời này ăn mặc tất cả đủ đầy chẳng tin tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh lời chánh pháp hưng phù tín tâm anh.
chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kim kim một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa đáng ra đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi. Chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son. Phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê làm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nước lành từ bi. Ba đời chư